Để gây quỹ lưu diễn Úc Châu yểm trợ Radio Đáp Lời Sông Núi phát sóng về Việt Nam, Ban Tù Ca sẽ tổ chức nhạc hội mùa đông của lính và tàu, chủ đề mùa hoa tuyết tại nhà hàng Moonlight Restaurant and Banquet đường Beach lúc 2 giờ PM ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 12 2019 với một chương trình ca nhạc mùa đông ra mắt DVD kỷ niệm 26 năm với những ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, những nhạc cảnh bi hùng của tàu và lính đầy cảm xúc. Chắc chắn sẽ để lại những kỷ niệm êm đềm khó quên. Vé 20 đồng có ẩm thực nhẹ. Liên lạc nhạc sĩ Xuân Điểm 562-290-7483. 562-290-7483. Trân trọng kính mời. Trung chinh gửi người chiến binh, tuy cách xa nhưng